Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với tiết ôn tập môn địa lý trên truyền hình. Các em thân mến, như vậy các em đã được tìm hiểu địa lý chủ đề ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp. Hôm nay cô trò mình cùng tìm hiểu tiếp chủ đề về ngành dịch vụ, chủ đề 10 của tiết ôn tập hôm nay. Đó là một số vấn đề phát triển ngành dịch vụ ở ta. Nội dung của chủ đề hôm nay gồm các nội dung chính sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về giao thông vận tải, thông tin liên lạc, thương mại và du lịch. Để tìm hiểu về chủ đề này, các em sẽ sử dụng Atlas trang 23, 24 và trang 25. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của tiết ôn tập hôm nay. Nội dung thứ nhất đó là giao thông vận tải. Các em sử dụng Atlas trang 23, bản đồ giao thông vận tải. Các em có thể xác định ở trên trang Atlas này những loại hình giao thông vận tải nào? Chúng ta sẽ xác định được đó là đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không. Chúng ta quan sát tiếp ở trang Atlas 22, bản đồ công nghiệp năng lượng. Các em có thể xác định thêm một loại hình vận tải ở nước ta nữa, đó là ngành vận tải đường ống. Như vậy, qua đây chúng ta thấy rằng ngành giao thông vận tải nước ta phát triển khá toàn diện với đầy đủ các loại hình. Để hệ thống hóa lại kiến thức và cung cấp kiến thức cơ bản nhất cho các em về các loại hình giao thông vận tải, cô sẽ có một số câu hỏi tương ứng với các loại hình giao thông vận tải sau đây. Nào, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất: nhận định nào sau đây không đúng với ngành vận tải đường bộ ở nước ta? A. Mạng lưới phủ kín tất cả các vùng. B. Ngày càng được hiện đại hóa. C. Khối lượng vận chuyển lớn nhất. D. Ngành nó trẻ, phát triển với tốc độ nhanh. Với câu hỏi này, các em sử dụng Atlas trang 23, bản đồ giao thông vận tải. Các em thấy đường bộ nước ta được ký hiệu trên bản đồ này, đó là đường màu đỏ. Mạng lưới phủ kín tất cả các vùng. Với tập trung vốn và đầu tư về cơ sở hạ tầng, ngành vận tải đường bộ nước ta, các tuyến đường được mở rộng và nâng cấp ngày càng được hiện đại hóa. Từ làn đường 2 làn xe chạy, bây giờ chúng ta cải tiến nâng cấp 4 làn đường xe chạy và hiện đại nhất đó là tuyến đường có 10 làn xe chạy. Không những cải tiến và nâng cấp mở rộng tuyến đường mà ngay cả phương tiện vận tải cũng được đầu tư và phát triển. Từ ghế ngồi cứng, ghế mềm, bây giờ là giường nằm điều hòa. Nếu như các em quan sát ở biểu đồ này, chúng ta còn thấy thêm một điểm nổi bật của ngành vận tải đường bộ ở nước ta. Đó là trong tất cả các loại hình vận tải thì đây là loại hình mà có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất. Điều này nó giải thích được cái ưu điểm nổi trội của ngành vận tải đường bộ nước ta, đó là cái tính tiện lợi cơ động và thích nghi cao với mọi loại địa hình. Với 3/4 diện tích đồi núi, việc khai thác đường bộ đã thích hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao đối với nước ta hiện nay. Vậy thì qua phân tích ở bản đồ và biểu đồ, như vậy đối với câu hỏi này, đáp án đúng của chúng ta đó là D. Non trẻ, phát triển với tốc độ nhanh, nó không đúng với ngành vận tải đường bộ ở nước ta hiện nay. Mà đặc điểm của ngành vận tải đường bộ đó là mạng lưới phủ kín tất cả các vùng, ngày càng được hiện đại hóa và khối lượng vận chuyển lớn nhất. Về tuyến đường chính, tuyến đường đầu tiên cô muốn nói tới với các em đó là tuyến đường quốc lộ 1A. Với chiều dài 2.300 km, nối từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Nam Căn của Cà Mau. Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất trong hệ thống đường bộ ở nước ta hiện nay. Nó đi qua 6/7 vùng kinh tế và kết nối các trung tâm kinh tế quan trọng ở phía đông của nước ta. Ngoài tuyến đường quốc lộ 1A, thì các em còn lưu ý cho cô một tuyến đường thúc đẩy giải phát triển giải đất ở phía tây của lãnh thổ nước ta, đó là tuyến đường Hồ Chí Minh. Ngoài hai trục đường quốc lộ quan trọng này, các em còn lưu ý cho cô một số tuyến đường quốc lộ ngang như 6, 7, 8, 9 hay là tuyến đường ngang nối ở duyên hải Nam Trung Bộ lên vùng Tây Nguyên. Đó là một số tuyến đường chính và quan trọng đối với tuyến đường bộ ở nước ta hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ sang một câu hỏi thứ hai. Tuyến đường sắt quan trọng nước ta là A. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. B. Hà Nội, Hải Phòng. C. Hà Nội, Thái Nguyên.
D. Hà Nội, Lào Cai. Với câu hỏi này, các em cũng sẽ sử dụng Atlas trang 23 bản đồ giao thông vận tải. Thì trên trang này, các em thấy ký hiệu đường sắt ở nước ta là màu đen. Nhưng với mặt đồ giao thông vận tải dày đặc, rất là các em khó quan sát. Vậy thì để các em dễ hình dung hơn, cô sử dụng bản đồ viễn cảnh. Vậy thì tuyến đường sắt đầu tiên cô muốn nói tới với các em, đó là tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc Nam. Với chiều dài của nó 1726 km, nối từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Bên cạnh đó phải kể tới tuyến đường sắt thứ hai, đó là Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Thái Nguyên, Hà Nội Lào Cai. Ngoài ra chúng ta còn có một tuyến đường sắt nữa, đó là Hà Nội Đồng Đăng. Trong những tuyến đường sắt này, tuyến đường sắt quan trọng nhất phải nói tới đó là kết nối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay tổng đường sắt nước ta có được đó là 3.143 km. Ngành đường sắt nước ta được xây dựng từ thời Pháp thuộc để phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa. Và sau khi đất nước thống nhất, nước ta đã đầu tư và phát triển về ngành đường sắt, cải tiến về tốc độ và thời gian, đặc biệt đó là cải tiến về chất lượng cũng như là sự tiện nghi. Bên cạnh đó, hệ thống đường ray chúng ta cũng được cải tiến từ khổ 1 m, bây giờ chúng ta là cải tiến khổ 1 m 43. Tuy nhiên phổ biến vẫn là khổ 1 m. Mặc dù có cải tiến về tốc độ, nhưng mà với khổ đường ray hẹp, do đó tốc độ tàu ở nước ta vẫn còn chậm. Đó là loại hình thứ hai. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Vận tải đường sông được sử dụng với cường độ cao nhất nước ta là A. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. B. Hệ thống sông Mekong, Đồng Nai. C. Hệ thống sông Mã. Cả D. Hệ thống sông Thu Bồn, sông Đà Răng. Với câu hỏi này, các em có thể sử dụng Atlas ở trang 10, bản đồ giao thông vận tải. Thì nhìn vào bản đồ này, các em thấy cái mạng lưới giao thông vận tải nước ta rất dày đặc. Nhưng mà việc khai thác về giao thông vận tải đường sông, chúng ta mới khai thác được 11.000 km. Các em biết vì sao ở nước ta đường sông thì rất là mật độ sông ngòi rất là dày đặc, nhưng chúng ta chỉ khai thác được mới 11.000 km vận tải đường sông không? Bởi vì các em thấy sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn và dốc, giá trị về mặt giao thông rất là hạn chế. Việc hiện nay thì chúng ta đã tập trung khai thác về giao thông vận tải đường sông ở hai hệ thống sông lớn, đó là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, hệ thống sông Mekong và Đồng Nai. Ngoài ra còn có một số sông lớn ở miền Trung. Tuy nhiên trong những hệ thống sông này thì hệ thống sông mà được sử dụng với cường độ cao nhất đó là hệ thống sông Mekong, Đồng Nai. Như vậy, ở câu hỏi này, các em sẽ chọn đáp án cho cô, đó là B, hệ thống sông Mekong này. Chúng ta tới vào câu hỏi tiếp theo. Dựa vào Atlas địa lý Việt Nam trang 23, thứ tự các cảng nước sâu từ Bắc vào Nam là A. Cái Lân, Chân Mây, Dung Quất, Cam Ranh. B. Chân Mây, Cái Lân, Cam Ranh, Dung Quất. C. Cái Lân, Cam Ranh, Dung Quất, Chân Mây. D. Chân Mây, Dung Quất, Cái Lân, Cam Ranh. Với câu hỏi này, kém sử dụng Atlas trang 23, chúng ta có thể xác định được đáp án đúng với câu hỏi này. Cảng thứ nhất, đó là cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh. Cảng Chân Mây ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảng Dung Quất ở Đà Nẵng. Và cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, với câu hỏi này, đáp án đúng của chúng ta là A. Ngoài cảng các cảng nước sâu, thì các em cũng lưu ý cho cô một số cảng biển quan trọng và các cụm cảng quan trọng. Như vậy, có thể nói rằng ngành giao thông vận tải đường biển nước ta khá phát triển. Các em biết tại sao ngành giao thông vận tải đường biển nước ta lại phát triển như vậy không? Là bởi vì, thứ nhất, đó là nước ta có đường bờ biển dài, với 3.260 km đường bờ biển. Dọc bờ biển có nhiều vùng vịnh nước sâu kín gió và ven biển có nhiều đảo, quần đảo. Đặc biệt là chúng ta nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, đó là điều kiện để chúng ta khai thác và phát triển về giao thông vận tải đường biển. Về tuyến đường biển thì có rất nhiều tuyến đường nội địa cũng như là quốc tế. Nhưng các em lưu ý cho cô tuyến đường biển quan trọng nhất đó là tuyến đường biển Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh với 1.500 km.
Một điểm nổi bật đối với vận tải đường biển nữa, kém lưu ý cho cô, đó là trong tất cả các loại hình vận tải đường biển thì có thể nói đây là loại hình có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất. Kém biết vì sao không? Bởi vì nó đang thể hiện được cái đặc điểm nổi bật của nó, đó là đảm nhận giao lưu trên những tuyến đường quốc tế, do đó cái khối lượng luân chuyển hàng hóa của đường biển lớn nhất trong tất cả các loại hình. Bây giờ chúng ta sẽ tới một câu hỏi tiếp theo nữa. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành vận tải hàng không ở nước ta? A. Là ngành có khối lượng vận chuyển lớn nhất. B. Là ngành có khối lượng luân chuyển lớn nhất. C. Là ngành non trẻ phát triển với tốc độ nhanh. D. Là ngành có sản phẩm vận chuyển đặc thù. Với câu hỏi này chúng ta sẽ dùng biện pháp loại trừ. Kém đã được tìm hiểu. Ngành có khối lượng vận chuyển lớn nhất chúng ta đã xác định đó là ngành vận tải đường bộ. Ngành có khối lượng vận chuyển lớn nhất chúng ta vừa tìm hiểu xong đó là ngành vận tải đường biển. Đối với một ngành vận tải mang tính chất vận chuyển sản phẩm đặc thù, chắc chắn các em đã biết đó là vận tải đường ống. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây chính là C. Ngành hàng không ở nước ta là một ngành non trẻ và phát triển với tốc độ nhanh. Hiện nay cả nước có 22 sân bay, thì trong đó có 5 sân bay quốc tế, gồm những sân bay sau, ngay ở trên màn hình, các em thấy ngay ở trên Atlas trang 23. Đó là sân bay Cát Bi ở Hải Phòng, sân bay Nội Bài ở Hà Nội, sân bay Phú Bài ở Thừa Thiên Huế, sân bay Đà Nẵng và sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Các cảng hàng không hiện nay ở nước ta đang được đầu tư, nâng cấp và phát triển. Bên cạnh 5 sân bay quốc tế đó, hiện nay một số sân bay cũng đang đạt chuẩn trở thành sân bay quốc tế, như sân bay Vinh ở Nghệ An, sân bay Cam Ranh, sân bay Liên Khương ở Đà Lạt, hay sân bay Trà Nóc ở Cần Thơ và sân bay Phú Quốc ở Kiên Giang. Bây giờ chúng ta sẽ tới một câu hỏi tiếp theo. Đó là về đường ống. Nhận định nào sau đây đúng nhất về ngành vận tải đường ống? A. Chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng hàng hóa. B. Gắn liền với sự phát triển của ngành dầu khí. C. Có nhiều tuyến đường quan trọng. D. Tuyến đường ngày càng được mở rộng. Vậy thì sử dụng Atlas trang 22, bản đồ công nghiệp năng lượng, các em có thể chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này. Đó là ngành đường ống thì gắn liền với sự phát triển của ngành dầu khí. Ngoài tuyến đường ống dẫn dầu khí từ thêm lục địa vào đất liền, nước ta còn có một tuyến đường ống ở phía Bắc, đó là tuyến đường B12, bãi cháy Hà Long, vận chuyển xăng dầu, cung cấp toàn bộ xăng dầu cho toàn bộ miền Bắc ở nước ta, nhưng trên Atlas thì không được thể hiện. Vậy thì với phân tích câu hỏi, bản đồ cũng như là biểu đồ các ngành vận tải ở nước ta, cô có thể hệ thống hóa lại kiến thức cho các em về các loại hình vận tải nước ta. Đó là sự phát triển và các tuyến đường chính. Các em có thể dựa vào bảng này để củng cố lại kiến thức cho mình một cách chắc chắn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ sang một ngành thứ hai của dịch vụ ở nước ta. Đó là ngành thông tin liên lạc. Cô sẽ có một câu hỏi sau đối với ngành thông tin liên lạc. Câu hỏi: đặc điểm nào sau đây không phải của ngành bưu chính hiện nay ở nước ta? A. Mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc. B. Có tốc độ phát triển nhanh vượt bậc. C. Chủ yếu mang tính phục vụ. D. Thiếu lao động ở trình độ cao. Để trả lời câu hỏi này, các em sẽ quan sát một số hình ảnh sau cho cô. Đây là các dịch vụ của ngành bưu chính ở nước ta. Các em quan sát trên màn hình thì có dịch vụ như là thư tín, chuyển tiền, chuyển phát nhanh, hay các em thấy còn có dịch vụ điện khoa. Về mạng lưới của ngành dịch vụ thì rộng khắp. Tuy nhiên các em nhìn trên màn hình, chúng ta thấy rằng chưa có sự đồng đều giữa các vùng. Công nghệ còn lạc hậu và đặc biệt đó là thiếu lao động trình độ cao. Vậy thì từ phân tích hình ảnh trên, các em có thể chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này. Đó là đáp án nào nào? Như vậy, không phải. Đó chính là B. Vậy thì A, C, D là đặc điểm bưu chính ở nước ta hiện nay.
Chúng ta sang một câu hỏi tiếp theo của ngành thông tin liên lạc. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ngành viễn thông ở nước ta trong thời kỳ đổi mới? Thứ nhất, mạng lưới viễn thông đa dạng. Thứ hai, công nghệ còn lạc hậu. Thứ ba, đón đầu các thành tựu kỹ thuật hiện đại. Và thứ tư, tốc độ phát triển nhanh và vật vật. Cũng để giải đáp cho câu hỏi này, các em sẽ quan sát một số hình ảnh sau cho cô. Đây là những hình ảnh của ngành viễn thông nước ta trước thời kỳ đổi mới. Các em thấy công nghệ lạc hậu, dịch vụ rất là nghèo nàn, chỉ dừng lại ở phục vụ cho các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ sở sản xuất. Nhưng sau thời kỳ đổi mới thì các em thấy công nghệ kỹ thuật số, dịch vụ phát triển hiện đại, mạng lưới dịch vụ rất đa dạng. Quan sát trên màn hình, các em có thể thấy được ba cái mạng lưới dịch vụ viễn thông, đó là mạng điện thoại, mạng phi thoại và mạng truyền dẫn. Sự phát triển của mạng lưới viễn thông quốc tế đã giúp cho nước ta hội nhập ở quốc tế và khu vực. Ở đây một cái bảng thống kê về số liệu để cho các em thấy được tốc độ phát triển nhanh của ngành viễn thông ở nước ta hiện nay. Năm 2005 thì nước ta có 7,5 triệu người sử dụng mạng Internet và 15,8 triệu thuê bao điện thoại. Nhưng hiện nay các em thấy con số đó tăng lên rất nhiều. Về sử dụng mạng Internet, chúng ta đã tăng lên 64 triệu người. Về số thuê bao điện thoại đã tăng lên 143,3 triệu thuê bao. Như vậy có thể nói ngành viễn thông là một trong những ngành phát triển với tốc độ nhanh, công nghệ hiện đại, đón đầu những cái bước tiến về khoa học kỹ thuật. Vậy thì trên cơ sở đó, các em có thể chọn được đáp án đúng ở câu hỏi này. Đó là chúng ta sẽ chọn 3 đặc điểm đúng đối với ngành viễn thông nước ta sau thời kỳ đổi mới. Thứ nhất, đó là mạng lưới viễn thông đa dạng. Thứ hai là đón đầu các thành tựu kỹ thuật hiện đại. Thứ ba là tốc độ phát triển nhanh, vượt bậc. Và để cho các em có những kiến thức cơ bản hơn thì có hệ thống hóa lại đặc điểm của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngành tiếp theo của ngành dịch vụ, đó là thương mại. Thương mại thực chất là buôn bán. Nếu như buôn bán trong nước thì ta gọi là nội thương, và buôn bán ngoài nước thì gọi là ngoại thương. Vậy thì chúng ta xem thử ở nước ta hoạt động nội thương và ngoại thương diễn ra như thế nào. Thứ nhất, đó là nội thương. Các em quan sát cho cô hai hình ảnh sau, trước thời kỳ đổi mới và sau thời kỳ đổi mới. Các em thấy hai bức tranh khác nhau hoàn toàn, phải không nào? Trước thời kỳ đổi mới, với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hàng hóa rất là khan hiếm. Người dân đi mua hàng phải xếp hàng, đứng chờ trước cả cửa hàng rất đông đúc. Nhưng mà sau thời kỳ đổi mới, với cơ chế kinh tế thị trường, hàng hóa phong phú và đa dạng, chúng ta đã xây dựng được một thị trường thống nhất. Với cơ chế mới đó, bên cạnh hàng hóa phong phú và đa dạng, thì các em quan sát ở trên biểu đồ này, các em còn thấy được rằng hoạt động nội thương ở nước ta thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Nhưng có thể nói, thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng cao nhất đó là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vừa chiếm tỷ trọng cao và đang tăng lên. Và điều này nó cũng được chứng minh ở Atlas trang 24 bản đồ thương mại. Ngay ở biểu đồ, cô đã khoanh tròn trên trang Atlas cho các em. Thì như vậy các em thấy ở đây chúng ta thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tiêu dùng của cả nước phân theo thành phần kinh tế. Thì các em cũng thấy rằng khu vực kinh tế ngoài nhà nước là khu vực mà có giá trị cao nhất. Và từ bảng này các em cũng có thể tính được cơ cấu của nó. Về không gian lãnh thổ hoạt động nội thương ở nước ta thì phát triển khắp cả nước. Tuy nhiên các em lưu ý cho cô, hai vùng có hoạt động nội thương phát triển mạnh nhất đó là vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, với hai trung tâm buôn bán lớn nhất cả nước đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy qua phân tích, chúng ta cũng thống nhất lại một số kiến thức cơ bản nhất, đó là đã hình thành được một thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú đa dạng, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Nhưng các em lưu ý cho cô, thành phần khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất. Bây giờ chúng ta sang hoạt động ngoại thương. Về ngoại thương thì ngay ở trên Atlas trang 24 bản đồ thương mại, thì ở
biểu đồ ngay ở góc phía bên phải của Atlas thì các em có thể thấy được cái cán cân xuất nhập khẩu cũng như là giá trị xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm. Về các em thấy giá trị xuất nhập khẩu của nước ta tăng lên, trong đó có cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên các em lưu ý cho cô, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta thời điểm này vẫn nghiêng về giá trị nhập siêu. Để các em thấy được thêm một cái tình hình mới của hoạt động ngoại thương ở nước ta những năm gần đây, thì các em thấy cái giá trị cán cân xuất nhập khẩu của nước ta đang tiến dần đến cân đối, và những năm gần đây nước ta đã nghiêng về giá trị đó là xuất siêu. Xuất siêu. Và từ biểu đồ đó các em cũng có thể tính được cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta. Về hàng xuất nhập khẩu thì các em thấy hàng xuất khẩu của nước ta và nhập khẩu nước ta thì rất đa dạng. Nhưng lưu ý cho cô, trong xuất khẩu thì các em thấy cái hàng mà xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. Đối với nhập khẩu thì các em lưu ý cho cô, cái hàng mà chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là nguyên nhiên vật liệu. Về thị trường thì các em quan sát ngay ở cái bản đồ hiện nay thì chúng ta thấy rằng là sau thời kỳ đổi mới thì nước ta có quan hệ buôn bán ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hóa và đa phương hóa. Hiện nay nước ta có quan hệ buôn bán với hơn 221 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó thị trường xuất khẩu thì các em lưu ý cho cô, đối với thị trường xuất khẩu thì các em nhìn trên bản đồ này chúng ta thấy ký hiệu nửa vòng tròn đó là màu xanh. Vậy thì chúng ta xuất khẩu chủ yếu tập trung ở các thị trường sau như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản hay các nước EU. Đối với nhập khẩu, thị trường nhập khẩu thì trên bản đồ này người ta được ký hiệu cho các em đó là nửa đường tròn màu đỏ. Vậy thì nhập khẩu chúng ta cũng rất như thị trường rất là rộng, tuy nhiên là tập trung chủ yếu ở các nước châu Á, Thái Bình Dương. Vậy thì qua phân tích tình hình ngoại thương, cô cũng hệ thống lại những kiến thức cơ bản nhất cho các em về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu cũng như là hàng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên các em lưu ý cho cô là cái thị trường buôn bán nước ta ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hóa và đa phương hóa. Đối với thị trường xuất khẩu và nhập khẩu đó là những thị trường nào, và đặc biệt lưu ý cho cô đó là việc mở rộng thị trường của nước ta đối với hoạt động ngoại thương ngày càng được nâng cao hơn khi chúng ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007. Bây giờ chúng ta sẽ qua một ngành dịch vụ nữa, đó là ngành gì nào? Ngành du lịch. Thứ nhất đó là tài nguyên du lịch. Để các em biết được một số khái niệm về tài nguyên du lịch thì các em có thể quan sát trên màn hình cho cô. Đây là những cái địa điểm rất thu hút du lịch, có giá trị về du lịch, hấp dẫn khách du lịch và trở thành những cái điểm du lịch rất nổi tiếng ở nước ta. Tất cả những cái này được gọi đó là tài nguyên du lịch. Vậy thì tài nguyên du lịch là gì? Cô nhắc lại cho các em, tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn về du lịch. Về phân loại tài nguyên thì các em sử dụng Atlas trang 25 bản đồ du lịch. Thì trên này từ chủ thích các em có thể thấy được cái tài nguyên du lịch ở nước ta rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên người ta chia làm hai nhóm, đó là nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Để các em nắm rõ hơn về sự phân loại các loại tài nguyên du lịch này, ngay trong sách giáo khoa cũng có một sơ đồ và trên màn hình đã thể hiện rõ cái sơ đồ ngay ở trong sách giáo khoa cho các em về các tài nguyên du lịch. Các em có thể về tìm hiểu kỹ thêm ở sơ đồ này trong sách giáo khoa. 2. Về tình hình phát triển ngành du lịch thì ngay ở trên Atlas có biểu đồ cột đường ở phía góc trên của Atlas. Thì các em thấy được cái tình hình phát triển du lịch của nước ta, đó là cái khách du lịch và doanh thu du lịch đang ngày càng tăng lên. Để các em rõ hơn thì chúng cô sẽ sử dụng một cái biểu đồ, đó là số khách du lịch và doanh thu du lịch
của nước ta từ năm 1995 đến năm 2019. Thì qua biểu đồ này các em thấy được sự phát triển của ngành du lịch nước ta, đó là số lượng khách du lịch ngày càng tăng, trong đó có khách nội địa và cũng như là khách quốc tế. Đi liền với nó đó là doanh thu du lịch cũng tăng lên. Trong cái lượng khách du lịch quốc tế nước ta thì các em nhìn ở biểu đồ tròn ở phía dưới thì các em thấy cái cơ cấu khách du lịch quốc tế phân theo khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ, thì các em cũng biết được đó là trong cái lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta thì khu vực nào, quốc gia, vùng lãnh thổ nào có số lượng nhiều nhất. Như vậy có thể nói ngành du lịch nước ta được phát triển mạnh nhất là sau thời kỳ đổi mới. Và hiện nay cả nước có 3 vùng du lịch, đó là vùng du lịch Bắc Bộ với 28 tỉnh thành, trong đó Hà Nội được xem là trung tâm du lịch của vùng và trung tâm du lịch quốc gia. Bắc Trung Bộ, vùng du lịch thứ hai, 6 tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi, Huế và Đà Nẵng là trung tâm du lịch của vùng. Và vùng du lịch thứ ba đó là vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ với 29 tỉnh thành, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch của vùng. Như vậy cô và các em vừa tìm hiểu, hệ thống hóa, ôn tập lại những ngành dịch vụ ở nước ta, đó là giao thông vận tải, thông tin liên lạc, thương mại và du lịch. Về giao thông vận tải, cô đã hệ thống hóa bằng các câu hỏi, do đó bài tập vận dụng cô chỉ còn lại cho những câu hỏi thuộc ngành thương mại và du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ đến một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: nhận định nào sau đây không đúng với sự thay đổi cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ từ năm 2000 đến năm 2007? A. Giảm khu vực nhà nước, tăng khu vực ngoài nhà nước. B. Giảm khu vực ngoài nhà nước, tăng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. C. Khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất và đang tăng. D. Khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đóng vai trò chủ đạo. Vậy thì với câu hỏi này các em có thể sử dụng Atlas ngay ở trang 25 bản đồ thương mại. Thì ở trên này có cái biểu đồ cột. Các em có thể nhìn hai mốc 2 năm, đó là năm 2000-2007. Các em có thể tính được cơ cấu của 2 năm này. Và từ đó các em sẽ chọn cái không đúng đối với câu hỏi trên đây. Thì đáp án của chúng ta là B. Giảm khu vực ngoài nhà nước và tăng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là không đúng. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ hai. Đấy không phải là đặc điểm của hoạt động nội thương nước ta sau thời kỳ đổi mới. A. Đã hình thành được một hệ thống chợ có quy mô lớn. B. Đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hàng hóa của người dân. C. Hình thành một thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú và đa dạng. D. Thu hút nhiều thành phần tư nhân, cá thể, tập thể. Không phải đặc điểm của hoạt động nội thương. Vậy thì sau thời kỳ đổi mới, với cơ chế kinh tế thị trường, nước ta đã xây dựng được một thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, và đặc biệt là thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Nhưng các em nhớ cho cô là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhiều nhất, đó là thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Vậy thì kinh tế ngoài nhà nước là bao gồm, đó là tư nhân, cá thể, tập thể. Vậy thì ở đây không phải đối với câu hỏi này, đó là đáp án A. Câu hỏi tiếp theo: nguyên nhân nào sau đây được xem là chủ yếu nhất làm cho kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục? Nhớ là có từ khóa chủ yếu nhất. A. Tăng cường sản xuất hàng hóa. B. Nâng cao năng suất sản xuất. C. Kích thích sản xuất trong nước. D. Mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Với từ khóa là chủ yếu nhất để làm cho kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục thì đáp án đúng của chúng ta đây là D. Mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Câu tiếp theo. Câu 4. Nhận định nào sau đây đúng nhất về hàng xuất khẩu của nước ta? A. Tỷ trọng hàng gia công còn lớn. B. Giá thành sản phẩm còn cao. C. Phần lớn hàng thô, sơ chế. D. Giá trị xuất khẩu cao. Vậy thì các em quan sát cho cô những hình ảnh về hàng xuất khẩu của nước ta trên màn hình. Thì các em thấy là ở nước ta xuất khẩu nông sản, lâm sản, khoáng sản, thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ và hàng tiểu thủ công nghiệp. Vậy thì nhìn vào những hình ảnh này, chắc chắn các em sẽ chọn đáp án cho cô, đó là phần lớn hàng thô, hàng sơ chế. Câu 5. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu của nước ta là A. Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp. B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.
C. Nguyên nhiên vật liệu. D. Hàng tiêu dùng. Vậy thì với câu hỏi này các em có thể sử dụng ngay ở biểu đồ trên Atlas trang 25 bản đồ thương mại. Vậy thì từ biểu đồ này các em có thể biết được cái đáp án đúng của chúng ta, đó là C. Nguyên nhiên vật liệu. Câu 6. Biểu hiện nào sau đây không nói lên được sự giàu có của tài nguyên du lịch về mặt sinh vật của nước ta? A. Hơn 30 vườn quốc gia. B. Nhiều nguồn nước khoáng và nước nóng. C. Nhiều khu dự trữ sinh quyển. D. Có nhiều hệ sinh thái khác nhau. Vậy thì tài nguyên du lịch về sinh vật đó là vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, hệ sinh thái. Vậy thì không phải ở đây, đó chính là nguồn nước khoáng và nước nóng, nó thuộc tài nguyên nước. Câu 7. Các trung tâm du lịch lớn nhất được ta là A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Lạt. B. Hà Nội, Hà Long, Thành phố Hồ Chí Minh. C. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. D. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ngay ở Atlas, bản đồ du lịch, các em có thể nhìn vào chủ thích, đó là trung tâm du lịch quốc gia. Thì các em có thể xác định được đáp án đối với câu hỏi này, đó là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trung tâm du lịch lớn nhất nước ta và đó là trung tâm du lịch quốc gia. Các em thân mến, chủ đề về tìm hiểu một số ngành dịch vụ ở nước ta đến đây tạm dừng. Cô cảm ơn sự đồng hành của các em và chúc các em luôn giữ gìn sức khỏe, ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.